Ít ai biết rằng khi Starbucks mới thành lập, họ không phải là đối thủ của Dunkin' Donuts, bởi Dunkin' Donuts lúc đó chỉ phục vụ sản phẩm chủ yếu là bánh donut. Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ các bạn câu chuyện đại chiến giữa hai hãng cà phê, kẻ sang chảnh mang tên Starbucks đối đầu với kẻ bình dân tên Dunkin' Donuts. Starbucks và Dunkin' Donuts là hai gã khổng lồ bán cà phê đều ra đời tại Mỹ và đã cạnh tranh với nhau suốt hàng chục năm qua. Trong khi Dunkin' Donuts định vị thương hiệu bình dân và thân thiện với mọi người, thì Starbucks lại mang hình ảnh là chuỗi cà phê cao cấp hơn. Đến nay, Starbucks có tổng cộng hơn 32.000 cửa hàng, còn Dunkin' Donuts có 11.300 cửa hàng trên toàn thế giới. Cả hai thương hiệu đều cung cấp các sự lựa chọn cà phê gần giống nhau, cũng như có chiến lược tổng thể như nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt chính trong mô hình kinh doanh của họ, dẫn tới chênh lệch đáng kể về sự thành công. Dù thành lập sau Dunkin' Donuts 20 năm, nhưng Starbucks đã phát triển mạnh mẽ và vượt mặt đàn anh. Năm ngoái, doanh thu của Starbucks là 23,5 tỷ đô la, trong khi con số này của Dunkin' Donuts chỉ là gần 300 triệu đô la. Ít ai biết rằng Starbucks mới thành lập, họ không phải là đối thủ của Dunkin' Donuts, bởi Dunkin' Donuts lúc đó chỉ phục vụ sản phẩm chủ yếu là bánh donut. Nhưng đến thập niên 90, Dunkin' Donuts dần lấn sân sang mảng cà phê và cho ra đời nhiều sản phẩm mới vài năm sau đó để thu hút thêm khách hàng. Năm 2006, Dunkin' Donuts chính thức tuyên bố trở thành đối thủ trực tiếp của Starbucks trên mặt trận cà phê. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh đến nay dường như cho thấy họ đã hụt hơi trước đối thủ sinh sau đẻ muộn của mình. Dưới đây là một số khác biệt giữa Starbucks và Dunkin' Donuts. Về Starbucks, các địa điểm của Starbucks được thiết kế với mục đích tạo sự thoải mái và trải nghiệm cao cấp cho khách hàng. Truy cập Internet miễn phí, trang trí đẹp mắt đồng nghĩa với việc Starbucks là một lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm nơi để thư giãn, gặp gỡ bạn bè hay thậm chí là bàn chuyện làm ăn. Một trong những điều tuy nhỏ nhưng ghi điểm lớn của Starbucks là mỗi cốc đồ uống sẽ được viết tên của khách hàng để dễ nhận biết và tạo điểm nhấn. Thông thường, khách hàng của Starbucks có thu nhập tương đối cao và sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm tại đây. Starbucks có nền tảng vững chắc là những khách hàng có tiền, ít nhạy cảm với giá cả. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, khách hàng thu nhập thấp là những người thường dễ thay đổi thói quen chi tiêu hơn những người có thu nhập cao. Ngoài bán cà phê, Starbucks đã chuyển trọng tâm sang những sản phẩm dành cho khách hàng vào buổi chiều và buổi tối nhiều hơn, bao gồm sandwich và rượu bia. Về Dunkin' Donuts, hiện nay, ngoài cà phê và bánh donut, Dunkin' Donuts còn bán một số loại đồ ăn khác. Dù là một công ty cà phê, nhưng đồ ăn vẫn là một yếu tố quan trọng trong menu của cửa hàng. Họ phục vụ nhiều loại sandwich ăn sáng ngon lành. Vài năm gần đây, Dunkin' Donuts tăng cường thêm nhiều món ăn phi truyền thống trong menu như là beef steak. Từ năm nay, menu của Dunkin' Donuts đã có thêm một số lựa chọn lành mạnh hơn cho sức khỏe như là bánh mì nướng với quả bơ. Về giá cả, Dunkin' Donuts có giá cả cạnh tranh hơn, tập trung chủ yếu vào tầng lớp trung lưu. Nội thất của các cửa hàng được thiết kế giống nhiều cửa hàng đồ ăn nhanh. Điểm khác biệt về mặt thẩm mỹ so với Starbucks. Gần như tất cả các cửa hàng của Dunkin' Donuts đều là nhượng quyền thương mại, trong khi hơn 90% các chi nhánh của Starbucks đều do tổng công ty sở hữu. Tuy có dấu ấn đáng kể ở thị trường nước ngoài, nhưng nhiều cơ sở của Dunkin' Donuts chỉ là cửa hàng kem Baskin-Robbins, chứ không phải là cửa hàng cà phê và bánh donut. Doanh thu quốc tế của Dunkin' Donuts chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tổng doanh thu, trong khi 26% doanh thu của Starbucks được tạo ra bên ngoài nước Mỹ. Ngoài những khác biệt trên, cách làm marketing của Starbucks và Dunkin' Donuts cũng không giống nhau. Danh tiếng của Starbucks có được phần lớn là nhờ marketing truyền miệng, trong khi Dunkin' Donuts nổi tiếng nhờ mạnh tay chi tiền cho quảng cáo. Cả hai bên cũng từng có một số màn cà khịa nhau thông qua quảng cáo. Năm 2009, Starbucks tung quảng cáo không chỉ mặt đặt tên, nhưng ai cũng biết là ám chỉ Dunkin' Donuts. Cụ thể, quảng cáo của hãng
khuyên người tiêu dùng hãy cẩn thận với cà phê rẻ tiền. Cái gì cũng có giá của nó. Để đáp lại, Dunkin Donuts đã gọi thẳng tên Starbucks. Bạn bè tốt là những người không để bạn mình uống Starbucks. Thậm chí, hãng còn in câu nói này lên áo phông và bán rất là chạy. Những năm gần đây, hai công ty đều tích cực áp dụng công nghệ trong việc nhận đơn hàng và giao hàng. Họ tích cực hoạt động trên các mạng xã hội lớn để tăng tương tác như thu hút thêm khách hàng. Trên đây là câu chuyện kể về mối hiềm khích giữa hai hãng cà phê nổi tiếng trên thế giới, đó là Starbucks và Dunkin Donuts. Nếu muốn biết thêm chiến dịch marketing của thương hiệu nào khác, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Bạn đang áp lực khi phụ trách marketing tạo số cho sale? Bạn đang tìm kiếm hướng phát triển bán hàng mới? Bạn đang gặp vấn đề trong đòn bẩy mối quan hệ khi làm ăn? Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin trân trọng giới thiệu đến bạn bộ sách đỉnh cao marketing, bán hàng, kết nối thời đại số, bí quyết sinh tồn để trở thành nhà kinh doanh xuất sắc. Để tìm hiểu thêm về bộ sách này, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.